Tuổi Lợn mà muốn làm kiểu heo đáo thành công thì được không anh nhỉ? Chúng ta đã quá quen thuộc với mẫu tranh là mã đáo thành công, nhưng thực sự những người tuổi heo hay còn gọi là tuổi lợn đây thì chúng tôi cũng có thể sáng tạo một cái mẫu là heo đáo thành công như thế này, với hai chú heo mập mạp đi bên cạnh nhau và hoan hỉ cười bên cạnh một cái luống khoai đang rất là nở rộ, thì tượng trưng cho thành công, hạnh phúc và phú quý. Cho nên là các bạn cũng có thể đưa ra hoặc là sáng tạo bất kỳ một mẫu tranh nào, chúng tôi đều có thể đáp ứng được cho yêu cầu của các bác nhé.